Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị ơi. Giá thì quý vị cũng đã biết ha, shop của anh Nguyên báo giá là rất là mềm, rất là dễ chơi ha. Đây, em chào anh. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có tên về khoảng tầm 30 mấy cây phôi mai dạo thu để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quy Dừa ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em là bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Dạ, vô này mai mini nha các cô chú anh chị. Này bỏ xài để bạn hết ý ha. Nhiều ghép anh em nào ghép có cái này, cặp này có cũ. Quanh 11. Số ra đầu clip hôm nay là 36 13. A nha quý vị. Dạ 36 A. 36 A. Để kêu hơn tuần lớp. Cò lắc đế nhìn đẹp mắt ở đây. Dạ cặp này giao lưu 303 luôn anh em ơi. Rồi 303. Dạ cũ rồi. Cũ đế đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Cũ hay đâu. Đẹp. Rồi 37 A. 37 A. Đầu đinh. Đinh luôn. Dạ, đế đẹp luôn. Ý. Rồi, mình cho cái quần em nói luôn. 15. Bên đây. 15 luôn. 15 luôn. 215 quần ha. Dạ. Cặp này giao lưu 300 luôn anh em ơi. Rồi, xuống cây luôn. 300 ngàn. 37A. Tiếp tục 38A luôn. Cặp luôn. 38A luôn, cặp luôn. À. 14. 17. Rồi, em 14 quần, em 17 quần. Cặp này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Đấy ha. Dạ, 207 luôn, đế đẹp luôn. 207. Rồi, xuống cây luôn. 39A luôn. Nhìn không nghe kỹ ha. 39A. Hai em này dán lắc luôn. Lắc nhẹ nhẹ nè. 20. Rồi, em đó 20 hoành, em này. 15. 15 hoành. Rồi, cặp này giao lưu 208 luôn anh em ơi. Nhìn sức đẹp luôn. 208 à. 208. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Em 40. A. 40 A. 15. Rồi. 14. Để xây luôn. Này hai giao lưu 206 luôn anh em ơi. 206 luôn. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Bán dọn giường hết luôn. Rồi, giá dọn giường luôn, giá mềm xèo luôn. Thấy đẹp luôn anh em. Ha. À, tay cành có ok quá nè ha. Khá vậy. Quanh 18. Quanh 20. Rồi, xây xây luôn. À, xuống đế nha quý vị. Dạ, đế đẹp luôn nghe nè. À, cặp này giao lưu 300 luôn anh em ơi. Em vòng nó đi anh. À, 300 đế này, đẹp đế luôn. Lực lực không ha. 300 giá mềm xèo luôn. Rồi, cây luôn. Rồi, 42 a. À. Đây, cũng hai đây. Quanh 21. Một. Còn em này. Quanh 18. Rồi, em 18, em 21. Cặp này giao lưu 28 luôn anh em ơi. Rồi, 28 luôn. Đấy đẹp luôn. Giá mềm xèo luôn. Rồi, lên cặp tiếp theo luôn. 43 A luôn. Rồi, hai em lắc. Đó, lắc vừa vừa anh em nào ghép. Okay luôn. Quanh 19. 19. Cây này chắc quanh 14 á. Rồi chắc cỡ đó à. 15. Rồi 15. Rồi cặp này giao lưu 208 luôn anh em ơi. 208 à. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 44 A. À. Để bắp quá ha. Dạ, để bự luôn. Quanh 21. Quanh 20. Nguyên lệ hai này nè. Đó, để lực không à. Này giao lưu 207 luôn, 208 anh em ơi. 208 nè ha. Dạ. Cây bự quá vậy, để bắp ha. Rồi, 45 A. Cái này một. Có cây bị lũa. Rồi, em này lũa miếng ở đây ngay nãy giờ quý vị. Quanh 19. 19. Quanh 20 đi. Rồi, đo vậy đi. 20 quanh lũa.
rồi để đây quý vị. Cặp này Zalo 280 luôn anh em ơi. Rồi 280. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 46A. Đúng rồi. Kỹ đi không biết nha. Cái anh rồi xây xây cái anh mã số 46. 46. A. 46A luôn. Màu em cặp luôn. Đó. Rồi bên đây quý vị. Quanh 16. Rồi em này. Quanh 18. 16 18 hai này đếm dữ quá nè ha. Dạ. Cặp này giao lưu 288 luôn anh em ơi. Rồi 28 rồi. Xuống cây. Giá yêu thương. À, một em có cò lắc là đây coi cũ à. Tay cành đẹp lắm nè quý vị ơi, hai này tay cành ok quá ha. Rồi mình vô cái hoành ham nó đi em quý vị. Tay cầm như vậy nó ok quá rồi ha. Em này 17. Em bên kia 16 có cái cũ bẻ co có này. Cái cũ luôn 29 luôn à, cặp này giao lưu 300 anh em ơi. 300 quý vị ơi. Dạ. 300 nữa cây bẻ co lắc đó cũng đủ rồi ha quý vị. Rồi xuống cây à, giá hiệp mập luôn 48. Cái này là viên cặp 8A. À, quý vị ngắm nghe kỹ ha. Cái này cũng có cái cũ nha anh em. Hồi đấy đẹp luôn. Rồi mình vô cái hoành ham nó luôn. Đây cái cũ quần chán này nha quý vị. Hoành 17. Rồi. Hoành 17 luôn. 17 luôn. Đây, cũ đế nè. Ừ. Này giao lưu 300 luôn anh em ơi. 300 được cái hai cái mai đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 49A. Quanh 16. Rồi cái quanh 16 luôn anh em. Rồi hai em 16 quanh hết ha. Này giao lưu 280 anh em. Để cái để đẹp luôn đi. Để cộng lực đủ đủ điều hết ha. Giá có 200 mấy. 288. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Rồi 50A. Rồi số 50A. À, tay cành đều quá đây quý vị. Rồi vô hoành ha. Em này có hai cái bệ đế nè. Hoành 22. Rồi. Hoành 19. 9 bệ đế. Bệ đẹp luôn. Cặp này giao lưu 208 luôn anh em ơi. 208. Rồi xuống cây luôn. Chốt cho lẹ. Rồi tiếp theo luôn quý vị ơi, cặp 51. A. À. Dán ở đây. Đó. Tròn vòng nó đi anh Nguyên. Co lắc quay cho kỹ quý vị xem ha. Quanh 17. 17 em đó, em này 18. 18. Rồi cặp này giao lưu 208 luôn anh em ơi. Rồi 208. Rồi xuống cây. Đợi em tí xíu nha. Rồi mã số tiếp theo 52. A. Rồi 52A đây quý vị. Rồi, có mấy cây nhỏ nhỏ anh Nguyên. Dễ chim. Quanh 18. Cái này 16. Rồi. Này giao lưu 207 luôn anh em ơi. Về kỹ vô gì xem. Đó, đây đẹp luôn, 207 thôi. 207. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 53. A. Đó, cặp này đế đẹp luôn anh em. Hoành đế nó luôn. 15. 15. 14. Cặp này giao lưu 206 anh em ơi. Đấy đẹp đẹp ha. Dạ, đấy đẹp luôn. Giờ anh em cắt đầu đinh ghép. Ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi cặp tiếp theo luôn.
có anh em bị lũa 54A này, lũa người này ha, lũa cái lưng hoành 24 4 hoành 18 8. Cặp này giao lưu 286 luôn anh em ơi. Đó. Đây cho thêm dòng nữa đi, 286 luôn, tại bị lũa tính theo giá lũa luôn, lũa bán theo giá lũa. Rồi lên cây mới luôn, cặp này 55A. Rồi mình vô hoành hai em nó luôn, đây khá đế quá ha, hoành 15. Rồi em này hoành 20 này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Rồi 270. Rồi xuống cây luôn, 56 luôn, 6A nha quý vị. Nghe 17 hoành, em 19 hoành. Này giao lưu 258 luôn anh em ơi. 258. Rồi, xuống cây. 28 2 cây. Rồi, cặp tiếp theo 57A. Đây. Tay cạnh đây. Khá quá ha. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 19. 9 hoành 20. Rồi để luôn. Cặp này giao lưu 288 luôn anh em ơi. Này này để giữ luôn vậy. Dạ, 288 luôn. 288. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 58A. Rồi, để cho nó nằm nằm vậy đi. Chịu gì trồng gì chỉnh lại nha quý vị. Hoành này 17. Hoành này 15. Cặp này giao lưu 206 luôn anh em ơi. Đấy đẹp luôn. 206. Dạ. Anh em nên tầm về đó. Dán nó vậy. Dạ. Tại cái bộ đất nó hầm. Dạ. Không đúng. Để nó chọt xuống. Rồi 59A quý vị ơi. À, hai em này hoành bự nè. Để giữ à nha. Để giữ có như đồ rách luôn. Còn bự nè. Hoành 22. Có cái cũ là lạ nè. Hoành 21. Có cái cũ nè. Có cái cũ đây. Cặp này giao lưu 300 luôn anh em ơi. Cây vườn chản để vậy có 300 ngàn đây hả? Dạ. Giá gì mềm dữ vậy ha. Vì chốt gốc gì vậy? Giá này nó rẻ hơn cái từ rẻ nữa ha. Quá rẻ luôn. Dạ. Mã số 60A đây. Đó. Cây cũng bự bự không? Đế cũng lực lực không nè. Dạ. Này hoành 20. Rồi. Này hoành 24. 4 nè. Cặp này giao lưu 350 anh em ơi. 350 hai cây bụi chảng gì đây hả? 350 luôn. À coi. Ở cây bên đó không đủ 350 rồi. Dạ. Rồi mua 1 tặng 1 luôn. Giá mềm xèo luôn rồi rồi quý vị ơi. Đó 1 nha. Cây này thì có cái lũa ngay chỗ đó ha, lũa. Cái sẹo trên lưng cái ha. Này ngay đó thì 21. Rồi, trên đây thì 12. Đó là 17. Để đặt kẹo ha. Cặp này giao lưu 300 luôn anh em ơi. 300 cặp gì nè. Rồi, cũng cây luôn. Thấy đẹp luôn. Rồi, tiếp theo luôn. 62. Ha. Hai em này là hai em tay cạnh nha. Đây, xuyên lực luôn. Tay cạnh nè, xe. Lớn luôn. Hoành 23. 3 em đó. Em đây. 20. 20. Cặp này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Thấy cặp đẹp luôn. Đẹp như vậy đây. Rồi, xuống cây. Rồi, 63. A. À. Rồi, 63 quý vị ơi. Hoành 19. 9. Hoành 20. 20. Cặp này giao lưu 288 luôn anh em ơi. 288. Giá mềm xèo.
có chừng nhé. Rồi mã số tiếp theo luôn, mã số là 64A. Em trực có cây lũa, em lắc lũa lưng nha quý vị. Mà em trực thì cái hình đẹp quá nè ha. Rồi hoành của em trực 21. Rồi em lắc đây 19. Cặp này giao lưu 208 luôn anh em ơi. Rồi 208 cặp. Nè, bị lũa ngay đây nghe nè. Rồi giá yêu thương. Rồi 65A. Hoành 18. Rồi em này hoành 17. 17 hoành, 18 hoành. Này cặp này giao lưu 300 luôn em ơi. 300. Rồi xuống cây luôn. Rồi cặp tiếp theo 66A. Hoành 17. Em 20. Rồi em 17 hoành, em 20 hoành. Cặp này giao lưu 300 luôn em ơi. Rồi 300 cặp về đây. Giá mềm mập luôn. Giá quá rẻ rồi ha quý vị. Có một cây bay. Cái này dán bay nha anh em. 67. Hai em bay bay hết ha. Này hai bay hết. Chậm nè để nó bay xuống đất luôn nè. Bay đất luôn. Đây, bay đất luôn. Bay. Đó. Đó, nói chung là anh em nào mua thì lấy con bay luôn. Hoành 20. Hoành 17. Rồi để đây. Cặp này giao lưu 350 anh em ơi. 350. Hai cây nhắn bài đẹp ha. Rồi xuống cây luôn. 68A. Hoành 20. Rồi em bên đây 15. Rồi cặp này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Từ từ nha, từ từ. Đèn xương đẹp luôn. Để vô đế cái. Rồi xây vòng đi anh, diện nghe kỹ đế nha. Đó, đó, đế tứ diện hết trơn nè. Rồi vì em gấp quá, gấp. Thầy có có khách có. Rồi khách. Vô quay gấp, khách đang đợi. À, 69A. 69A. Để đây. Quanh 19. Rồi em này. Quanh 19 luôn anh rồi, em ơi. Để đây. Để đẹp luôn. Cặp này giao lưu 350 anh em ơi. 350, hai em đẹp vậy luôn. À, đẹp luôn. Rồi. Rồi mã số cuối clip. Mập luôn. Cuối clip có một cây bự. Dạ. Rồi, bay luôn. Chuyển cái đầu nó lên. À, rồi, cho anh em nào để bay cũng được luôn. À. Xương đẹp luôn. Dịnh anh nè. Dịnh nè. À, dịnh hỗ trợ người thân. Hoành 26 luôn anh em ơi. À, nó có bề, có bề đế luôn nghe nè. Xe cho em vô trong đi. Nhìn cũng nghe kỹ đế chậm chậm nha. Rồi tiếp tục. Nguyên cái bề quá sáng. Nguyên quay bề đế cho mình xem nha. Này giao lưu 550 luôn anh em ơi. Rồi 550 cây đẹp vậy nè ha. Hết ha. Rồi xuống cây. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho shop những gì. 550. Chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.